ra mắt Kia Cerato 2021. Hypercar Trung Quốc Hồng Kỳ S9 ra mắt sản xuất tại Ý, mạnh hơn cả Bugatti Veyron. Crossover hạng sang sử dụng chung nền tảng CMA với Volvo XC40. Geely Stingray L chính thức ra mắt là các tin chính trong video sau đây. Kia Moto mới đây vừa chính thức vén màn mẫu xe Kia Cerato 2021 tại quê nhà Hàn Quốc. Mẫu xe này sẽ được bán ra với 4 phiên bản, bao gồm bản Trendy, bản Prestige, bản Noblesse và bản Signature. Đi kèm với đó là mức giá lần lượt tương ứng 15.580 USD, 17.550 USD, 20.060 USD và 21.740 USD. Về thiết kế bên ngoài, Kia Cerato 2021 sở hữu vẻ ngoài không quá khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy vậy, hãng xe Hàn Quốc đã làm mới lại một số chi tiết của xe như cụm đèn chiếu sáng trước mỏng hơn cùng các điểm LED chia 3 thanh kép hiện đại. Mặt ca lăng hình mũi hổ đặc trưng gọn gàng và sắc sảo. Bộ cản trước thể thao hay đáng chú ý là bộ logo nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới. Tương tự như vậy, khu vực đèn hậu của xe cũng được bổ sung thêm thanh LED nối dài hai bên đèn với chi tiết đèn dạng mảnh, có điểm cắt tạo nên cái nhìn trẻ trung và mới lạ. Ngoài ra, mâm xe trên Kia Cerato 2021 cũng được tái thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm, kèm theo các tùy chọn mâm từ 15, 16 và 17 inch. Xe có thông số kích thước dài 4.645mm, rộng 1.800mm và cao 1.440mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700mm. Đối với không gian nội thất, Kia Cerato 2021 vẫn sở hữu một số trang bị nổi bật như màn hình giải trí 10,25 inch cỡ lớn, vô lăng 4 chấu với logo mới, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, sửa ghế, ghế bọc da, phanh tay điện tử và đặc biệt là trang bị đồng hồ công tơ mét dạng full LCD trên bản cao cấp, điều mà ngay tới đối thủ nặng ký là Mazda 3 cũng chưa có được. Về trang bị an toàn, Kia Cerato 2021 được tích hợp sẵn hàng loạt hệ thống như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mất tập trung, ga tự động thông minh, cảnh báo xuống xe, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, hỗ trợ phòng ngừa va chạm phía trước, vân vân. Về truyền động, Kia Cerato 2021 tiếp tục duy trì sử dụng động cơ Smart Stream i4 G1.6 MPI, sản sinh công suất 121 mã lực tại 6.300 vòng trên phút và 154 Nm moment xoắn tại 4.500 vòng trên phút. Sức mạnh này được truyền tới hai bánh trước thông qua hộp số tự động CVT. Thương hiệu Hồng Kỳ nổi tiếng của Trung Quốc mới đây đã chính thức vén màn siêu phẩm Hồng Kỳ S9, mẫu hypercar đình đám nhất từ trước tới nay của nước này. Với công suất tổng hợp tới 1.400 mã lực, Hồng Kỳ S9 tự tin có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong chưa đầy 2 giây. Mẫu hypercar Hồng Kỳ S9 từng được giới thiệu tới công chúng toàn cầu thông qua bản xem trước lần đầu tiên tại triển lãm ô tô Frankfurt 2019. Mẫu xe này được chấp bút bởi ông Walter de Silva, cựu giám đốc thiết kế của tập đoàn Volkswagen và cũng chính là nhân vật đã thiết kế nên mẫu Audi R8 đầu tiên. Với lý lịch sáng giá của người thiết kế, thật không có gì lạ lẫm khi Hồng Kỳ S9 sở hữu một ngoại hình rất nổi trội với phong cách mang đậm cả tính riêng và âm hưởng từ những mẫu siêu xe phương Tây. Toàn bộ phía bên ngoài của Hồng Kỳ S9 được chấp bút với ưu tiên hàng đầu về khả năng khí động học. Chính vì vậy, trên mẫu xe này xuất hiện rất nhiều các mang, khe hút và thoát gió từ khu vực đầu xe tới khu vực đuôi xe. Ngoài ra, để giảm tối đa trọng lượng thân xe, Hồng Kỳ S9 còn được ứng dụng nhiều vật liệu carbon trong chế tạo. Kết hợp với đó, các khe thoát gió của xe còn được trang bị điện tử nhằm dễ dàng mở đóng các nan, tối ưu cho việc giải nhiệt và làm mát động cơ. Theo nhà thiết kế Walter de Silva, Hồng Kỳ S9 là một sản phẩm hiện thực hóa giấc mơ. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất trên xe đều được đội ngũ thiết kế của Hồng Kỳ dày công nghiên cứu với tư duy liền mạch, sáng tạo và hướng tới những giá trị trong tương lai. Bên ngoài ngoại hình, Hồng Kỳ S9 còn gây ấn tượng nhờ sức mạnh tới 1.400 mã lực, nhờ trang bị hệ chuyển động plug-in hybrid, gồm một động cơ xăng V8 và động cơ điện chưa được tiết lộ. Theo nhà sản xuất, Hồng Kỳ S9 có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 1,9 giây trước khi chạm ngưỡng 400 km/h. Ở chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển vận tốc tối đa là 40 km/h. Đáng chú ý, thay vì sản xuất tại quê nhà như các mẫu xe made in China khác, Hồng Kỳ S9 sẽ được chế tạo trực tiếp tại nhà máy Modena tại Ý từ năm 2022. Số lượng xuất xưởng của xe cũng chỉ đúng 99 chiếc với giá từ 1,45 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 33,3 tỷ Việt Nam đồng. Trong khuôn khổ triển lãm ô tô Thượng Hải đang diễn ra, Geely đã chính thức trình làng mẫu crossover hạng sang Stingray L với ngôn ngữ thiết kế Symphony of Space and Time đầy hiện đại, cùng loạt tính năng công nghệ tiên tiến hàng đầu. Geely Stingray L trông rất nổi bật với bộ lưới tản nhiệt Expanding Cosmos mở rộng,
Nằm đối xứng hai bên là cụm đèn pha Magic LED thanh mảnh đầy tinh tế. Mỗi đèn bao gồm 126 bóng LED có khả năng điều chỉnh độc lập, cho phép người lái tùy chỉnh độ sáng và thậm chí là cả hiệu ứng ánh sáng theo ý muốn. Di chuyển sang bên hông, thân xe Geely Singhue L gồm các chi tiết được sắp xếp rất hợp lý, với đường vai xe cứng cáp giúp nhấn mạnh chiều dài trục cơ sở 122 inch, tương đương với 2845mm của chiếc crossover này. Đường bao mái dốc nhẹ, các chi tiết trang trí bằng chrome sáng bóng và bộ vành 5 chấu kép với thiết kế phối hai màu hoàn thiện thêm cho diện mạo sang trọng của Singhue L. Đuôi xe của Geely Singhue L nổi bật với cản sau có các khe gió, cửa hậu phong cách, cụm đèn hậu hiện đại, nối liền với nhau bằng dải đèn LED và nẹp chrome thanh mảnh. Tương tự như đèn pha, cụm đèn hậu này cũng có thiết lập ma trận điểm với cấu trúc gồm 176 bóng LED. Tiến vào bên trong, Geely Singhue L gây ấn tượng mạnh mẽ với cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí trải dài hơn 1 mét. Màn hình này hoạt động trên nền tảng GKUI thế hệ mới với độ phân giải 1920x720, cung cấp khả năng kết nối liền mạch và tốc độ truyền dữ liệu cực cao. Khoang nội thất của Geely Singhue L được bọc ra hai tông màu với một số điểm nhấn bằng da lộn. Ngoài ra còn có hệ thống âm thanh Bose 10 loa, hệ thống đèn nội thất 72 màu, công nghệ giảm tiếng ồn và cách âm hai lớp, hứa hẹn mang đến một khoang cabin yên tĩnh và thoải mái. Singhue L sử dụng nền tảng khung gầm Compact Modular Architecture, cấu trúc modun nhỏ gọn giống với nền tảng hiện đang được trang bị cho Volvo XC40. Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.0 lít, cho ra hai mức công suất là 215 mã lực và 235 mã lực, tương ứng với đó là mô men xoắn cực đại 325 Nm và 380 Nm. Động cơ này được ghép nối với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với phiên bản sử dụng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chiếc crossover này mất 7,7 giây để đạt vận tốc 100 km/h từ vạch xuất phát. Về công nghệ, Singhue L được trang bị 12 radar siêu âm, radar bước sóng 5mm, 4 camera quan sát đặt xung quanh thân xe, 1 camera hành trình, 1 camera quan sát và 24 cảm biến. Điều này cho phép chiếc xe có khả năng tự hành cấp độ 2 và tự động đỗ xe thông minh. Đáng chú ý, Geely công bố Singhue L có thể tự tìm vị trí đỗ xe hoặc đến rước người lái miễn là khoảng cách giữa xe và người không vượt quá 200m. Theo kế hoạch, Geely sẽ chính thức mở bán Singhue L tại Trung Quốc trong tuần tới và phân phối tới các thị trường khác trong tương lai gần.